Okay, now it's time for class, and you guys need reveal the last lesson, guys. Đến giờ học rồi nhưng mà các bạn khác vẫn chưa vào, thì mình sẽ chờ 5 phút nữa. Còn các bạn ở đây, mình sẽ nhìn lên trên cái cô đang share. Cô đã share cái bài này. Oh, sorry. Đây, các bạn xem này, bài hôm trước này, nhá. Rồi nhớ lại cho cô cái công thức của hiện tại tiếp diễn. Ok. Hiện tại đơn nữa, nhớ được hiện tại đơn nữa thì càng tốt nha. Xem lại bài đi nào. Okay, guys, turn your camera on, please. Turn your camera on, guys. Phong Huy, turn your cam on, please. Are you there? Now review the last lesson for me. Hey guys, hello. Review the last lesson. Review the last lesson. Bài cũ, okay. Hải Phong, you have a new haircut. You have a new haircut, right? It's handsome boy. Okay, I will close the door. Okay. I hope you have reviewed the last lesson, and when I ask you, you need to know, you need to remember. Okay.
Okay, so, oh, Ming Châu, you come back, right? You're back to our class. Mấy hôm Ming Châu học bên C1 hả? Châu, are you Cô there? không nghe mấy đi hôm à? mấy hôm cô đang bảo là sao không thấy Ming Châu học nhỉ? Xong thấy cô thấy Ming Châu đăng bài lên là học bên C1. Vâng, em học lớp C1 mà cô. Tức là tuần trước Minh Châu học C1 đúng không? Bây giờ Minh Châu quay lại C2 của mình hả? Rồi các bạn xem cho cô cái bài này nhá. Mấy hôm Minh Châu bỏ lỡ cái công thức hiện tại tiếp diễn và hiện tại đơn rồi. Lát nữa cô sẽ nhắc lại cho. Rồi bây giờ nè, nhìn cái bài cũ cho cô đi để cô hỏi nhá. Okay, so you need to look back on these new words, right? All the vocabularies. Yes. And how to ask your favorite sport, water sport. Okay, like water sport that you like to do at the beach, right? And okay, we have this question and we have the type of answer, right? I like snorkeling. I prefer snorkeling or I enjoy snorkeling, right? We have like, prefer, enjoy. You guys remember? Okay. So we have about grammar like present continuous, okay? Subject subject plus to be, right? To be is include am is are, and plus verb in, right? So equal. Okay. Now, I wanna ask you guys. Okay, I wanna ask you guys, and I start presenting. What do you like doing at the beach? Okay, what do you like doing at the beach? Now, I will stop presenting. Okay, so Nhật Huy, can you tell me what do you like doing at the beach? I like swimming. You like swimming? Okay. Khánh Huyền, what do you like doing at the beach? I snorkeling. You like snorkeling. Okay. Hải Phong, please, what do you like doing at the beach? I like swimming. Okay, swimming too. Các bạn không có từ nào khác hả? Sao mà toàn những từ dễ thế? Cô muốn nghe một cái từ khó khó xem nào. Okay, Nhật Minh, what do you like doing at the beach? Hey, Nhật Minh, unmute your mic. What do you like doing at the Con đâu có con, cô thì ra hộ con cô. What Are you sure? Is it the last lesson? Is it the last lesson? Nam Khánh, are you there? Turn your cam on. What do you like doing at the beach? Nam Khánh, are you there? What do you like doing at the beach? Hey, Khánh. Can you hear me? Nam Khánh đi đâu nhỉ? Rồi, các bạn chú ý này. Bài tập về nhà của tuần trước cô chỉ mới nhận được hai bài. Ok, chỉ mới hai bạn đăng bài lên thôi. Tối hôm qua cô dạy các anh chị lớp 6, lớp 7. Ai chưa làm cô yêu cầu ra khỏi lớp, làm xong mới được vào lại lớp đó. Cô không nói Tối đùa đâu. qua Sao? con làm rồi mà cô. Ừ, nhưng mà cô nói là cô chỉ mới thấy có hai bạn đăng lên trên page. Cô không nói rõ nhá. Nhưng mà các bạn chú ý này. Bây giờ các bạn có hai sự lựa chọn.
một sẽ là out ra làm lại, out ra làm rồi xong đấy vô vào lại. Còn nếu không thì bây giờ out ra luôn cho cô nhé, không học nữa. Các bạn rất là ý thức, rất là chán nhá. Bạn nào làm rồi thì cô không nói, cô rất là khen ngợi. Cô nói rồi bài tập về nhà cô sẽ chữa vào chủ nhật, nhưng nó phải được nộp vào trước thứ bảy. Không phải lúc nào cô cũng châm trước cho các bạn hiểu không? Lần nào cũng vậy, cô yêu cầu bài tập về nhà được nộp trước thứ bảy cơ các bạn. Mặc dù chủ nhật cô mới chữa. Alright. Bây giờ các bạn có hai sự lựa chọn. Những bạn nào chưa làm bài tập thì sẽ out ra làm lại, và khi nào làm xong thì vào lại lớp. Còn nếu không thì out ra luôn cho cô ha. Cô nói lần thứ N rồi đó. Có bạn nào chưa làm nào? Ai chưa làm thì out ra làm rồi đăng lên trên page đi. Nhá. Đăng lên trên page rồi lát nữa vào học lại. Nhật Minh lưu ý này. Lúc nãy cô gọi hỏi Nhật Minh nhưng Nhật Minh không có biết trả lời cái câu đấy. Trong khi bài đấy mình đã học rồi. Có phải là chưa học đâu. Câu hỏi nó sờ sờ ngay trước mặt con này. Đúng không? What do you like doing at the beach? Đó. Thì mình chỉ cần trả lời là I like, rồi thêm một cái water sport vào thôi. Chỉ cần một cái name của water sport, cái môn thể thao dưới nước mà con thích là được. Thế mà không trả lời được. Cái này mình đã học rồi. Và học hai lần rồi cơ. Nếu như ấy, ví dụ đi. Ví dụ mà cô dạy tốt, nhiều người đánh giá là cô dạy tốt, nhưng mà các bạn không học. Ví dụ bây giờ các bạn học một thầy cô nào đó siêu siêu giỏi mà các bạn không chịu học thì làm sao các bạn giỏi được các bạn? Các bạn tốn tiền học để làm gì đấy? Học rồi không học bài cũ. Vậy thì các bạn học để làm gì? Nhiều khi ý thức của các bạn rất là chán nhá. Nói từ đầu hôm rồi. Có phải bây giờ mới nói đâu. Nhật Minh làm bài tập về nhà chưa? Nhật Minh làm bài tập về nhà chưa? Làm ạ. Ừ, làm đi và đăng lên trên page cho cô. Sau đây cô sẽ dạy tiếp. Những bạn nào chưa làm liền đi nhá. Nam Khánh có đăng ở đây không? Con có. Ừ, con đã bật cam lên chưa? Rồi. Ok, bạn nào chưa làm bài tập thì làm liền cho cô nào. Làm đi rồi mới được vào lớp nha. Đó, hình như Huy đã out ra để làm rồi đó. Huy out ra để làm rồi mới học vào học lại rồi đó. Bạn nào chưa làm thì out ra đi, rồi lát nữa vào lại. Con có cô bài bởi vì ấy, tuần nhà tuần trước là gì cô? Đấy, con không biết là bài gì đó. Con không biết là bài gì cơ mà. Nào Phong ơi, Phong có nhớ không? Không nhớ không, Phong nói cho mình nghe cái. Bài tập về nhà cô. Ừ. Thưa cô là đọc cái từ What do you like doing at the beach? Xong rồi trả lời câu hỏi thưa cô ạ. Đó, đọc cái câu hỏi đó rồi trả lời thôi. Đúng không? Trả lời về tất cả những các hoạt động ở đó đúng không Phong? Vâng ạ. Ừ, trả lời, hỏi và trả lời về tất cả những cái hành động trong này này Minh. Con để ý cái cách học của mình. Còn mình nhá, Minh ơi, lần nào cũng thế. Yes. Con đang dạy. Rồi, ao ra làm xong rồi lại đi. Bây giờ cô ôn lại kiến thức cũ cho Châu và các bạn thôi. Ao ra làm lại đi. Cô sẽ ôn tập cái phần hiện tại tiếp diễn cho các bạn khác thôi. Mình ao ra đi mà làm. Để cho mình nhớ một lần cô nhắc ấy. Một lần cô nhắc là một lần cô cho con ao là để con nhớ. Lần nào cũng thế, lần nào cũng nhắc. Làm sao mà cô nhắc cho được các bạn? Tại sao mà không làm đi để đỡ phải bị nhắc? Một tiết học mà nhắc suốt như thế có thấy chán không?
Rồi bây giờ ôn lại cái phần hiện tại tiếp diễn và hiện tại đơn nhá. Hôm trước mình đã học dở hiện tại đơn đúng không? Thế bây giờ nào. Bây giờ cô sẽ dạy cho các bạn phần hiện tại tiếp diễn. Nhắc lại lần cuối cùng, bạn nào chưa làm bài tập xong thì out ra để làm, đến khi nào làm xong thì mới quay lại. Làm xong nộp lên page của trường rồi, trường Anh ngữ dân thúc rồi thì mới quay lại nhá. Rồi, nào. Nhờ một bạn nhắc lại cho cô. Nhắc lại cho cô hiện tại tiếp diễn. Công thức của thì hiện tại tiếp diễn nào. Bạn nào biết bật mic lên nói nào. Chủ ngữ cộng với to be cộng với verb in ạ. Ngữ là subject cộng với to be. To be là bao gồm gì các bạn nhỉ? Am, is, are. Đúng rồi, am, is, are. Right. There's verb in. Rồi, nhắc lại một lần nữa là thì hiện tại tiếp diễn là diễn tả những hành động đang diễn ra đúng không các bạn? Cô đang dạy chẳng hạn, các bạn đang học chẳng hạn. Ok. Rồi, thì cô sẽ lấy một cái ví dụ đi. Ví dụ của nó là I am learning English now. Tôi đang học tiếng Anh. Ok. Rồi, thế thì đây là thể khẳng định. Thể khẳng định ha. Thể khẳng định cô cho một dấu cộng. Vậy thì chúng ta có thể phủ định là gì các bạn? Chủ ngữ cộng với to be cộng với not và cộng với verb in. To be cô không ghi lại là gồm am, is, are nữa nhá. Mình tự biết nhá. Cộng với not. Có nghĩa là gì? Ví dụ tôi không học tiếng Anh bây giờ đi thì I am not. Đó. Hay là cô ấy không học tiếng Anh bây giờ đi, she is not nhá, nhớ nhá. I thì đi với am, she, he, it thì đi với is. You, we, they thì đi với are, được chưa? Rồi, dễ rồi, cái đấy thì dễ rồi. Rồi, nào câu hỏi WH nào. Câu hỏi WH question. Đúng không? Cộng với to be cộng với chủ ngữ cộng với verb in. To be. Oh, sorry. To be cộng với chủ ngữ and verb in. Cô lấy một cái ví dụ đi. Cô lấy ví dụ là ví dụ what are you doing, đúng không? What are you doing? Hay là what is she doing? What is she doing ha? What is she doing? Đó, doing. Cái verb in này Minh Châu này, verb là động từ thêm đuôi in nhá, động từ thêm đuôi in. Ví dụ này, cái learning đúng không, learning, đó, learn là động từ. Thì khi mà sử dụng thì hiện tại tiếp diễn ấy, thì mình phải thêm đuôi in vào, ok, learning là thành learning nhá, ok. What is she doing, được chưa? Rồi còn cái gì nữa không nhỉ? Thôi được, hết rồi đó. Rồi nhá, nào bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua cái thì hiện tại đơn. Present simple. Hiện tại đơn nhá. Hiện tại đơn là present simple. Còn hiện tại tiếp diễn là present continuous. Được chưa? Present continuous. Được chưa? Cái này là hiện tại tiếp diễn này. Nhớ cô nhắc lại một lần nữa, hiện tại tiếp diễn sử dụng khi mà diễn tả một hành động đang diễn ra. Còn hiện tại đơn thì diễn tả một thói quen, một hành động lặp đi lặp lại, hay là một cái sự thật hiển nhiên. Đúng rồi, sự thật hiển nhiên. Nào, cô nói ví dụ này, một thói quen chẳng hạn như các bạn thường ăn sáng lúc 7 giờ, một hành động lặp đi lặp lại, ví dụ các bạn hàng ngày các bạn đến trường, hay là một sự thật hiển nhiên là gì? Dầu thì nổi trên mặt nước đúng không, hay là trái đất quay quanh mặt trời đó, được chưa? Rồi thế thì đọc công thức cho cô nào. Chủ ngữ cộng với verb. Đúng rồi, chỉ có thế thôi các bạn.
chủ ngữ cộng với verb, verb để nguyên á. Ví dụ vừa nãy cô nói là ví dụ cô nói là gì nhỉ? Cô cho ví dụ luôn nhá, cô cho ví dụ là sorry. I go to school. I they đi, they nhá, cho they. They thì đi với sorry. I đi cho nó dễ. I go to school every day. Every day. Right. Nào các bạn xem này. Để cô. Rồi. Các bạn xem nhá. Subject là I đúng không? Chủ ngữ là I này. Đó. Rồi, verb động từ. Động từ là go. Go để nguyên chứ không có going nhá. Go để nguyên nhá bạn. I go to school every day. Được chưa? Đó, dễ thôi. Rồi, về cái gì nhỉ? Về cái thể khẳng định và thể phủ định. Thể phủ định là gì? Ai mới nói nhỉ? Rồi, Nhật Minh làm xong bài chưa? Rồi ạ. Ok. Đấy, nhớ nhá, hôm sau làm cho đúng mà thời hạn cô ra cô cho đấy. Nào, thể phủ định là gì bạn nào nhớ đấy? Chủ ngữ cộng với don't hoặc da rồi cộng với verb. Chính xác, rất tốt luôn. Huyền rất là học bài rất là tốt này. Không biết là Phong và Nam Khánh rồi Huy các thứ, không biết các bạn có học bài không mà nãy giờ thấy chắc mỗi Huyền nói này. Doesn't cộng với gì nhỉ? Verb. Rồi, verb. Đó. Ví dụ cô nói là nha các bạn, I, we, you, they thì đi về don't nhá. Don't. I, we, you, they thì đi về don't. Còn he, she, it thì đi về doesn't. Ok. Ví dụ cô nói nó không mưa đi các bạn. It doesn't. Trời không mưa đúng không? Trời mình thường dùng là nó đó. It doesn't rain. Right. It doesn't rain today. Nhá. It doesn't rain today. Được chưa? Rồi. Các bạn biết khẳng định và phủ định nó khác nhau chỗ nào chưa? Đó. Phủ định là gì? Nó cứ có cái chữ không hay là gì đấy. Ok. Rồi. Câu hỏi nào. Câu hỏi thì như nào đấy? Ai biết nào? Đảo chữa động từ lên đầu câu thôi. Does, do hoặc là der, do, does. Does. Rồi cộng với gì nhỉ? Cộng với subject, cộng với verb thôi nhá. Rồi đó. Cô sẽ lấy ví dụ là does your mother. Go to the market nhá. The market. Mẹ của bạn có đi chợ không đúng không? À, gì nhờ Nhật Minh chú ý nhá, cái phần này Nhật Minh rất là lơ tơ mơ nhá Nhật Minh ơi. Nhật Minh phải chú ý cái phần này cho cô đó. Rồi được chưa các bạn? Có gì không hiểu không? Mình tư duy đã đi. Mình có 5 phút để tư duy cái phần này đã đi. Cô thấy các bạn phải tư duy nhá, các bạn lắp vào cái ví dụ đi để mà hiểu nhá. Có gì không hiểu thì hỏi cô, phải hiểu đi đã. Không hiểu thì phải hỏi đấy nha các bạn.
done yet. Try your best. Yes, no, it's not done. If you is it done, please bring the oranges, okay? Try your best. Ok, you guys done yet? Các bạn hiểu chưa? Hiểu cái phần này chưa? Bạn nào mà chưa có ghi thì ghi vào nha. Trước giờ mà chưa ghi thì ghi vào nha. Cái này các bạn tự biết, đừng để cô nhắc nữa. Chưa ghi, ghi vào để học các bạn. Ghi hết chỗ này hả cô? Nhật Minh hay nhở, hôm trước mình học thì hiện tại tiếp diễn này mấy lần rồi, thế Nhật Minh không có ghi hả? Phần nào mình chưa ghi mình mới ghi chứ. Mình học mấy lần rồi mà bây giờ mình hỏi thế Nhật Minh. Nhanh nhá, nhanh để chúng ta làm bài tập một chút rồi chúng ta ấy nhá. Bây giờ cô lấy bài tập cho các bạn làm này. Bạn nào chưa kịp ghi thì ghi, lo mà ghi đi. Bây giờ lấy bài tập ra làm nhé bạn. Rồi xong đấy chúng ta sẽ học lại sách của mình. Cô nói thôi nhá, không hiểu thì cứ hỏi nhá các bạn. Cô ngại cái việc là dạy cho các bạn cái cô ngại việc là các bạn hỏi thì cô trả lời không đâu. Các bạn hỏi cô rất thoải mái trả lời nha, cho nên là cứ hỏi nha. À, sao mà không, bạn nào hỏi cô là khi nào thì dùng dấu hiệu nào mà biết là thì hiện tại đơn hay thì hiện tại tiếp diễn nhỉ? Sao không thấy bạn nào hỏi là làm sao mà biết thì hiện tại đơn hay hiện tại tiếp diễn cô nhỉ? Hello cô, là khi nào dùng thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn ạ? Ok, thế thì bây giờ nhá, thì hiện tại đơn mình thấy có cái câu mà I am learning English now này đúng không? Đó, thì cái từ now này có nghĩa là bây giờ ha. Đó, thì hiện tại tiếp diễn nó diễn tả những hành động mà đang diễn ra mà đúng không? Đó, thì mình nhìn vào cái câu này mình thấy có cái chữ now là hiện tại, bây giờ. Đó, là mình nhận ra câu này là thì hiện tại tiếp diễn. Đó, có now, có nghĩa là bây giờ. Đây là một dấu hiệu nhận biết của nó, đúng không? Là mình nhận ra được là gì? Đây là thì hiện tại tiếp diễn. Còn những cái như là về hiện tại đơn nhá. Về hiện tại đơn thì mình thấy các trợ động từ như là do hoặc does. Rồi mình thấy cái từ today. Đó, rồi cái từ everyday. Everyday có nghĩa là hàng ngày các bạn. Hàng ngày đó. Thì bởi vì hiện tại đơn là nó diễn tả những hành động mà lặp đi lặp lại, cho nên everyday có nghĩa là hàng ngày. Đó là một cái dấu hiệu nhận biết. Rồi bây giờ cô sẽ liệt kê một số cái dấu hiệu nhận biết phổ biến của thì hiện tại đơn nhá. Cô sẽ lấy ví dụ cho các bạn. Ok, ví dụ cô nói là I always play sport after school, đúng không? Cô thường chơi thể thao sau giờ học ở trường. Thì cô nói I always play sport after school. Đó, thì always có nghĩa là luôn luôn, đúng không? Một hành động lặp đi lặp lại hoặc là một thói quen. Đó. Vậy thì ở đây chúng ta có từ luôn luôn, từ always. Đó. Vậy là câu đó thể hiện là gì? Hiện tại đơn. Hay cô nói I usually watch TV.
At 9 p.m. cô thường xem TV vào lúc 9 giờ tối. Thế thì usually đó là một dấu hiệu nhận biết của hiện tại đơn. Rồi một cái mình thường dùng nữa là sometimes, thỉnh thoảng đúng không? Sometimes I go to the cinema. Thỉnh thoảng cô đi đến cái chỗ rạp chiếu phim. Đó, thế thì sometimes đó là một dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại đơn, bởi vì nó là thỉnh thoảng. Ok, thỉnh thoảng, cái hành động đó thỉnh thoảng diễn ra là nó có sự lặp lại đúng không các bạn? Đó. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp như là hardly là hiếm khi này, hay là never là không bao giờ. Cái hành động mà không bao giờ làm, nó cũng gọi là hành động lặp lại đó các bạn. Ví dụ là gì? Nhật Minh chả bao giờ học bài cũ. Đó là một cái, cũng là một cái gọi là thì hiện tại đơn đó. Bởi vì là gì? Không biết các bạn có nghe rõ không? Chứ cô thấy mạng lắc lắc không nhỉ? Lắc lắc ấy nhỉ? Nghe rõ. Ok, nghe rõ được rồi. Đó, rồi các bạn hiểu không? Còn về hiện tại tiếp diễn ấy, thì một số trường hợp mà mình hay gặp đó là now, đúng không? Now, bây giờ. Hay là mình thấy có cái verb in và to be đi. Đó là mình cũng phát hiện đó là thì hiện tại tiếp diễn. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta làm một cái số bài tập này. Maybe it's a little bit hard. Có vẻ là cái bài tập về thì hiện tại đơn thì nó khá là khó, bởi vì cô chưa dạy cho các bạn cái phần mà thêm đuôi es. Ok, nhưng mà các bạn cứ làm đi đã nhá, cứ thử làm đi cho cô đã nhá, mình cứ thử đi đã, thử sức đi đã. Không biết là Huy sao ra mãi cho thấy vào ấy nhỉ. Rồi các bạn cứ thử làm đi nào, mình áp dụng cái công thức của thì hiện tại đơn mình làm cho cô nhá. Đó, chưa gì đã gặp usually này, đúng không? Usually, một dấu hiệu nhận biết của hiện tại đơn. Rồi today cũng vậy. Rồi never cũng vậy. Đó, một đống những cái từ, một đống những cái dấu hiệu nhận biết của hiện tại đơn luôn các bạn. Often này. Đó, rất là nhiều. Every day này. Đó, every morning này. Rồi, nhiều lắm. Thôi bây giờ các bạn làm đi nào. Còn 5 phút cho các bạn làm nhé. Em thưa cô, nhưng em vẫn chưa hiểu cách làm. Như này này, cô làm ví dụ một câu nha các bạn. Cô làm ví dụ câu đầu tiên nhá. She, rồi, tức là mình sẽ chia cái động từ trong ngoặc này, Châu này. Mình chia cái động từ trong ngoặc, tại mấy hôm trước con không có học á, cho nên cái phần này các bạn làm cũng khá là thạo rồi. Not study, đúng không? Có nghĩa là gì? Cô ấy không học vào thứ bảy nhá. Cô ấy không học vào thứ bảy. Bây giờ mình sẽ áp dụng thì hiện tại đơn. Mình áp dụng thì hiện tại đơn, mình áp dụng cái câu trúc cho cô nào. Not có not có nghĩa là mình sẽ sử dụng câu phủ định đúng không Châu? Đó, câu phủ định. Đây, câu phủ định đây. Đó, bây giờ mình áp dụng cái công thức vào là mình làm được nào. Bây giờ Châu xem là she thì đi với don't hay là doesn't nào. Châu, she thì đi với don't hay là doesn't? Is don't. I, we, you, they thì mới đi về don't. Còn she, he, it là nó sẽ đi về doesn't nha. Nhưng em vẫn chưa hiểu cách làm vậy. Em vẫn chưa hiểu rõ lắm. Tức là bây giờ mình đang chia cái động từ ở trong ngoặc đây này. Đây là đúng không? Con thấy động từ ở trong ngoặc nhá. Đó, động từ trong ngoặc nó không ở đúng dạng của cái câu này. Câu này đáng lẽ phải ở thì hiện tại đơn, đúng không? Nhưng mà động từ trong ngoặc hiện tại nó không có đúng dạng của hiện tại đơn. Thì mình bây giờ mình phải chia nhá. Rồi bây giờ cô sẽ nhờ một bạn làm hộ Châu đi. Phong ơi, Phong làm hộ cô câu này áp dụng vào công thức nào. Mình có công thức của... Bây giờ có not thì mình sẽ dùng khẳng định hay là phủ định nhỉ? Con thưa cô là... Not là... phủ định ạ. Đúng rồi, là phủ định. Thế thì she sẽ đi với don't hay là doesn't nào? Doesn't ạ. Ok, doesn't. Và cộng với một cái verb để nguyên, động cộng với động từ để nguyên thì cộng với cái gì đây? Con với cô là cộng với...
động từ của ở đây là gì đây? Study. Đúng rồi, cộng với study thôi. Study. Đó, thế thôi các bạn. Chỉ có vậy thôi mà. Chưa? Vậy là chúng ta có gì? She doesn't study on Saturday. Ok. Những câu sau các bạn hiểu chưa, để làm đi. À, cái này có một động từ đặc biệt các bạn này. Các bạn, cái này là động từ đặc biệt này nhá. Have, have. Nó sẽ không phải là giữ nguyên nữa. Bởi vì sao? Chỉ có I, we, you, they thì cộng với have mà thôi. Cái gì? Cái gì con? Have cộng thêm đuôi in hay là gì học? Không, 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 không. Đuôi in chỉ xảy ra ở thì hiện tại tiếp diễn thôi. Còn have, khi mà đi với he hoặc she hoặc it thì have nó sẽ chuyển về là has nha các bạn. Số it thì nó sẽ cộng với has chứ không phải là cộng với have nữa. Được chưa? Đây là một cái động từ đặc biệt nhá. Một động từ đặc biệt, ok? Các bạn lưu ý. Trong hiện tại đơn, have khi mà đi với he, she, it thì nó sẽ cộng với has nhá. Còn dưới này thì đi với ai thì nó là giữ nguyên rồi, nó là bình thường rồi nhá. Cô ơi cô, con thấy bên này cô bị đơ. Đơ hả? Cô làm gì đâu mà đơ ta? Được chưa? Được chưa Khánh ơi? Con thấy được rồi. Ok. Các bạn không hiểu thì các bạn phải hỏi nhé các bạn. Các bạn cứ thử làm theo cái suy nghĩ của mình xem, các bạn nhìn lên công thức và thử ghép cho cô xem. Hiện tại cô đang ở trong Sài Gòn để học các bạn, nhưng mà cô có hai người em họ rất là giỏi tiếng Anh. Về cái trình độ của hai bạn này thì rất là, hai bạn này cũng học lớp một bạn học lớp 3 và một bạn học lớp 4 và một bạn học lớp 2, rất là giỏi tiếng Anh, đã thi được rất nhiều chứng chỉ rồi. Cho nên các bạn cùng cố gắng học giỏi tiếng Anh như thế nhá. Ok. Cô sẽ chia sẻ cái bí quyết tại sao mà em của cô học giỏi tiếng Anh như thế. Các bạn thường hay xem những cái Lundy Box, cái chương trình thiếu nhi Lundy Box này. Cái gì nữa ta? Cô sẽ hỏi lại để lát nữa em cô ăn xong cô sẽ hỏi lại. Cô sẽ truyền đạt cái bí kíp học giỏi tiếng Anh của các em ấy cho các bạn. Hey Bill. Hey Bill. Can you hear me? Bill. Hello, Bill. Are you there? Yeah. Can you tell me what movies that you watch on YouTube that is help you in English? Lingybox. How do you spell it? L-I. Okay, so you can talk to me later. Anything else, Belle?
L A A N N A sorry wait L A N K K Y Y B O O S X. Okay. Lanky box. Ok, đó, đây là cái chương trình mà các bạn ấy hay xem để giúp cho cái việc học tiếng Anh thêm tốt hơn. Các bạn có thể nghiên cứu nhé. Cô thấy các bạn này, bởi vì các bạn xem tiếng Anh từ khi rất là nhỏ cơ. Từ khi 2 tuổi các bạn đấy đã xem tiếng Anh rồi. Cho nên là tiếng Anh của các bạn rất là tốt. Giờ các bạn làm xong chưa nhỉ? Mình xem nhiều chương trình tiếng Anh ấy thì mình như kiểu là một cái đứa bé mới ra đời đúng không? Xong mình tiếp xúc nhiều về tiếng Anh là mình sẽ hiểu biết thêm nhiều về tiếng Anh, mình nghe tiếng Anh tốt hơn. Đó. Các bạn biết là một cái đứa bé khi mà nó vừa mới chào đời, nó sống trong môi trường của gọi là ví dụ nó sống trong môi trường mà nói tiếng Anh nhiều đấy thì nó sẽ nói được tiếng Anh, hay là sống trong môi trường tiếng Việt thì nó sẽ nói được tiếng Việt tốt. Đó, cho nên các bạn cứ tiếp xúc thật nhiều về tiếng Anh ha. Đó là một cách giúp các bạn đưa mình lên các nước khác rồi sống ở đấy thuê một người, sau đó cho con của mình sống ở đấy, rồi sau đó mình sẽ được biết nhiều tiếng Anh. Đúng rồi, chính xác đấy. Đó, cho nên mình cứ tiếp xúc thật nhiều tiếng Anh đi nhá. Năm cấp 2 cô cũng chả giỏi tiếng Anh gì đâu, lên năm cấp 3 thì cô thích bắt đầu hứng thú với tiếng Anh, cho nên cô xem rất nhiều chương trình tiếng Anh nhá các bạn. Đó, đó là một cách mà giúp cô giỏi tiếng Anh đó. Rồi các bạn xong chưa? Có ai xong chưa nhỉ? Huy ơi, Huy hiểu phần này chưa Huy? Lúc nãy Huy chưa vào ấy. Dở hơi. Ok, thế thì cô nói lại một lần nữa cho các bạn làm cho chắc chắn nhá. Cái này chắc là Huyền hiểu rất rõ rồi. Ok. Bây giờ nào. Cô sẽ giảng lại. Hiện tại đơn là thì dùng để chỉ những hành động như là một thói quen này. Ví dụ như các bạn thường ăn sáng lúc 7 giờ đúng không? Tức là ngày nào cũng thấy ăn sáng lúc 7 giờ. Hay là chỉ một cái hành động lặp đi lặp lại. Ví dụ như là hàng ngày các bạn đi đến trường đúng không? Rồi. Hay là chỉ một cái sự thật hiển nhiên, ví dụ là dầu nổi trên mặt nước hay là trái đất quay quanh mặt trời đúng không các bạn? Đó. Cái sự thật hiển nhiên này phải được mọi người công nhận nha. Đó, tất cả mọi người đều công nhận nha, chứ không phải là tự nhiên ai cũng công nhận là trái đất xoay quanh mặt trời mà mỗi mình Huy lại công nhận là mặt trời quay quanh trái đất đâu. Được chưa? Nhớ chưa? Thế rồi, thế thì mình sẽ có thể khẳng định, công thức của thể khẳng định đó là subject cộng với verb. Đây, chúng ta nhìn vào ví dụ nào. I go to school every day. Dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại đơn là every day, đúng không? Hàng ngày. Đó. Rồi subject ở đây là I này. Subject là chủ ngữ là I. Động từ là go. Động từ là go, động từ giữ nguyên này. Đó, to school every day là object, chúng ta không nói nữa. Subject ở câu của thể phủ định. Thể phủ định là những cái mà có không ấy. Tức là ví dụ tôi không ăn đâu, đó là thể phủ định các bạn, đúng không? Subject là eat. Đó, eat. Eat thì đi với doesn't nha. He, she, eat là đều đi với doesn't. Nói chung số ít các bạn cứ đi với doesn't cho cô nhá. Hay là tên riêng đi, ví dụ cô nói Minh Châu doesn't cry. Minh Châu không khóc thì là doesn't cry, đúng không? Tên riêng sẽ đi với doesn't. Chưa? Hoặc là số ít thì đi với doesn't. Còn don't, I, we, you, they thì đi với don't. Ok. Rồi, cộng với một verb rain, mưa ha. Verb nguyên. Nói chung là thì hiện tại đơn các bạn cứ đi với verb hết nhá. Còn hiện tại tiếp diễn mới đi với verb ing và có to be nữa. Được chưa? Rồi. Đây là câu hỏi chỉ cần chuyển trợ động từ lên đầu câu thôi. Bỏ cái not của nó là do và does, đúng không? Đây, don't và doesn't ấy là nó được cấu tạo từ gì? Do not thì thành don't, do not thì thành doesn't. Đó, các bạn hiểu không? Cho nên câu hỏi của nó mới bỏ not đi này. Do, do, được chưa? Rồi, cái câu này, ví dụ của câu này cô đã làm một câu rồi. Ví dụ của bài này cô đã làm một câu. Chia động từ trong ngoặc này, not study, đúng không? Thì đây là có not này, thì chúng ta sẽ sử dụng công thức của thể phủ định ha.
cứ không ấy thì chúng ta sẽ sử dụng công thức của thể phủ định. She đi với trợ động từ mà có not thì nó là doesn't đúng không? He, she, it thì đi với doesn't mà các bạn. Đó. Does not thành doesn't đấy, đúng không? Rồi cộng với một verb giữ nguyên thì nó là study. Ha? Được chưa? Rồi câu này cô cũng làm rồi Huy này. Câu này cô cũng làm rồi. Có nghĩa là gì? Trong thì hiện tại đơn có một cái động từ đặc biệt đó là have. Have. Khi mà nó đi với I, we, you, they thì nó sẽ giữ nguyên. Còn nếu đi với he ấy, khi đi với he, she, it thì nó sẽ là thành has. Has. Có S này nha. Được chưa? Đó. Cũng hơi phức tạp thôi các bạn. Sau này có nhiều cái thi phức tạp hơn kìa. Cho nên các bạn cố gắng là sẽ xem cái thi này rất là nhẹ nhàng thôi. Cái thi này có vẻ Huyền học chắc nhất lắm. Các bạn khác không hiểu thì cứ hỏi cô nhá, học cho chắc những thi này. Hiện tại đơn này. Cái gì hả Châu ơi? Em cho cô. Ừ nói đi nào. Em quên mất. Sai quên. Rồi, như này các bạn, các bạn nên học thật tốt những cái thì này trong tiếng Anh cho cô. Thứ nhất, hiện tại tiếp diễn. Thứ hai, hiện tại đơn. Thứ ba, quá khứ đơn. Thứ tư là tương lai đơn. Đó, thực chất có 12 thì cơ, nhưng các bạn học được cho cô 4 thì đấy thật tốt là được, được chưa? Còn những thì còn lại nó chỉ phục vụ cho sau này các bạn thi trung học phổ thông. Còn bốn cái thì mà cô vừa liệt kê các bạn phải học thật tốt cho cô. Đó là những cái thì mà chủ yếu sử dụng trong tiếng Anh. Giờ các bạn làm đi. Câu tiếp theo là I và động từ trong ngoặc là have, đúng không? Thì cô dặn rồi, chỉ có he, she, it mới là thành has. Còn với have, I, will, you, they vẫn giữ nguyên nhá. Who call you? Belle? Ok, được chưa? Bạn nào làm xong rồi nào? Rồi thôi, cô chữa nha các bạn. Cô chữa nhá. Nào. Cô dặn rồi đúng không? Thì hiện tại đơn he, she, it mới sử dụng với cái has này. Ha? Cái has này chỉ sử dụng với he, she, it. Vậy thì I, we, you, they chúng ta sẽ như thế nào các bạn? Câu này làm như thế nào nhờ Huyền nhỉ? Con đưa cô là viết đúng cái từ have đấy vào ạ. Xác, tốt. Rồi, đó. I have, I usually. Đây là dấu hiệu nhận biết này các bạn. Tôi thường xuyên đúng không? I usually have breakfast at 6:30. Hoặc là half past six nhá. Cái 6:30 này có hai cách đọc. Một là các bạn đọc đúng với cái số của nó luôn. 6:30 đúng không? 6:30 đúng không? 6:30. Cách thứ hai đó là các bạn đọc half past six. Đó, rồi. Usually có nghĩa là thường xuyên, nó diễn tả một hành động lặp đi lặp lại. Vậy chúng ta sẽ sử dụng công thức là subject cộng với have nhá. Subject cộng với verb nhá. Have, được chưa? Rồi, câu này cô sẽ tô đậm cái này lên cho các bạn hiểu. Rồi. Câu này. Phong thử nào. Phong thử làm câu này cô nghe. Con được cô là Peter not doesn't. Nào. Bây giờ chúng ta sử dụng thể khẳng định hay là phủ định nào? Con được cô là phủ định ạ. Ừ, thế thì mình dùng don't hay doesn't? Doesn't. Đúng rồi, doesn't. Sau đây nó sẽ cộng với cái gì nhỉ? Study. Rồi, doesn't study. Gì đấy? Doesn't study. Nó giữ nguyên cái động từ thôi, nhá. Rồi. Tiếp theo, câu này. Nào, gì nhỉ?
cô tự nhiên cô tuyên à Huy sorry nào Huy ơi Huy làm câu này cô đi, câu này khá khó đó. My mother often often gì chít chít có thêm gì không, đố bạn nào biết đó câu này teach có thêm gì không? Yeah, teacher. Không phải rồi. Câu này khá là khó nha. Nghe này. Với những động từ là với những danh từ là số ít đúng không? Với những danh từ là số ít đi với động từ như này. Đó, khi mà nó không có trợ động từ phía trước, trợ động từ là don't hoặc là doesn't. Đó, khi mà nó không có trợ động từ phía trước thì chúng ta sẽ phải thêm es vào cái từ này. Đó, teaches, được chưa? Teaches nhá. My mother often teaches me English on Saturday evening. Được chưa? Đó, khá là khó nha. Ok, cô quên mất cái bạn các bạn cái này này. Các bạn bổ sung trên công thức cho cô nhá. Cái này là sẽ có các bạn sẽ phải thêm s vào es. Khá là khó, tự nhiên cô nói này các bạn loạn mất. Có nghĩa là như thế nào? Ví dụ he, she, it này hay là tên riêng ấy, nói chung là số ít là các bạn sẽ xem xét để thêm s hoặc là es vào cuối động từ nha các bạn. Đó, xem xét để thêm s hoặc là es vào cuối động từ. Ví dụ mà cái câu này này, ví dụ mà cái câu này mà không người ta không để ở dạng phủ định thì các bạn sẽ phải gì đấy? Ví dụ câu này là mỗi study đúng không? Ví dụ câu này là mỗi study thôi. Đó, thì cô sẽ phải chia thế nào đây? Cô sẽ phải chia thế này. Các bạn nhìn nhé. Cố gắng hiểu thôi nhé. Đó, cô sẽ bỏ y dài và thêm đuôi es đúng không? Bỏ y dài đổi thành y ngắn và thêm đuôi es. Đó, cái này khá là phức tạp nhưng không sao. Đó, rồi. Often teaches. Cái này thì cũng thêm đuôi es nha. Rồi. Em thưa cô, tại sao phải thêm đuôi es làm gì để cô? Với những cái danh từ số ít thì mình sẽ phải thêm đuôi s hoặc là đuôi es. Ví dụ cô nói cái nói chung là cái cách thêm đuôi s hay đuôi es thì các bạn nên làm nhiều thì sẽ nhớ. Nó cũng có công thức đấy, nhưng mà công thức nó vẫn có những trường hợp ngoại lệ sẽ rất khó cho các bạn khi học. Đó, cho nên các bạn nên làm cho nó quen thì các bạn sẽ nhớ khi nào thì phải thêm đuôi s, khi nào phải thêm đuôi es. Đó. Rồi, các bạn cứ làm đi, làm cho thật quen thì các bạn sẽ nhớ thôi, được chưa? Rồi. Cô chữa câu tiếp theo này. I like math and she like. Được chưa? Cái I like này vẫn giữ nguyên các bạn này. Bởi vì nó đi với I ha. Còn she khi mà đi với like thì nó sẽ phải thêm s nha các bạn. Like. Đó, she đi với s. Sorry, she là số ít cho nên nó sẽ phải thêm s ở sau động từ likes literature. Literature có nghĩa là có nghĩa là môn văn đó. Đó, môn tiếng Việt đó. Đó, chưa môn văn hóa. Các bạn lên bây giờ các bạn đang học cấp 1 thì các bạn sẽ gọi là môn tiếng Việt, nhưng khi mà các bạn lên cấp 2 thì sẽ gọi là môn văn nhá, môn văn. Rồi. My sister. Ok, my sister là số ít này. Đây, câu này. Câu này Huy ơi, Huy thử làm cho cô câu này đi. Đố Huy là thêm cái gì nào? Yeah, what's it? Có thêm gì không? Yeah, it is. Ừ. Chính xác. Ok, watch thêm es nhá. Watches, chúng ta sẽ đọc là watches, teaches. Ok, watches, teaches, studies. Ok. Rồi, khá là khó đó các bạn. Rồi, câu này thì dễ rồi. Khánh ơi, Khánh làm cho cô câu này đi. Have. They have breakfast every morning. Con không thấy có chữ not hả? Có chữ not thì mình để thể khẳng định hay phủ định. Not thì sẽ dùng khẳng định hay phủ định. Khánh ơi, not thì để khẳng định hay phủ định. Hỏi không có trả lời rất là vô duyên nha. Châu nào, Châu ơi, not thì là khẳng định hay phủ định nào? And the go not là có phủ định ạ. Đúng rồi, chính xác, phủ định. Thế thì bây giờ they sẽ đi với don't hay là doesn't nhỉ?
Em với cô đây sẽ đi với don't. Đúng rồi, chính xác, đi với don't. Thế thì don't cộng với gì đây nhỉ? I, we, you, they thì vẫn đi với have, còn she, he, it và số ít thì mới đi với has. Nhưng là tôi cộng với x ạ. Cái gì con? Em nói số, nó bảo là số nhiều nhá. Với x. Đúng rồi, don't thì sẽ đi với một động từ giữ nguyên thôi các bạn. Don't này sẽ đi với một cái động từ giữ nguyên. Ok. Đó. Hay là he, she, it mà khi mà có dozen rồi thì nó cũng sẽ đi với một động từ giữ nguyên nhá. Thì ở đây chúng ta có have, được chưa? Have nhá. Các bạn phải làm nhiều nữa cơ. Như thế này các bạn không có nhớ đâu. Cứ làm nhiều các bạn sẽ nhớ. Không sao hết, không có lo lắng vì mình không hiểu. Bây giờ các bạn cứ phải làm thật nhiều thì mới hiểu được nhá. Nhưng mà cái việc áp dụng vào công thức rất là dễ các bạn. Áp dụng vào công thức nó rất là dễ thôi. Không ngại khó nhá, chỉ sợ mình không học thôi. Không ngại khó. Thế làm tiếp nhé, làm tiếp cho nó nhớ nhé. À, ok, cô sẽ làm một cái. Rồi cô sẽ lấy cái bài này cho các bạn đi. Vì cái phần kia các bạn khá yếu, thế thì cô lấy cái phần bài này. Oh my god, are you serious? Khá là chán nhưng các bạn phải học được những phần này các bạn. Cũng hơi chán nhưng học được những phần này đi. Cho nó máu chứ. Nó cứ bị vào đây nhá. Rồi. Cái bài này có nghĩa là chọn đúng, chọn động từ đúng trong hai động từ này đúng không? Các bạn nhìn đi, nhìn qua cái bài này. Có nghĩa là các bạn công việc nào sẽ phải chọn dạng đúng của từ. Lúc nãy các bạn phân vân là không biết là ai sẽ đi với catch hay là catches đúng không? Đó thì cô giải thích rồi. I, we, you, they sẽ giữ nguyên động từ. Còn he, she, it hoặc là số, nói chung là từ số nhiều và ai thì sẽ đi với động từ giữ nguyên. Còn he, she, it và số ít thì sẽ đi với động từ thêm s hoặc es. Bạn nào làm được câu 1? Who can? Who can do the first sentence? Ok, rất là tốt đúng không? Rồi cô cho Huy làm đi. Huy làm câu 1 nào. He always wears a hat. Nào câu 1 mà, câu 1. Number 1, I catch catches. I catch. Ok, this one right. My dad is a driver. Ok, so you choose catch, right? Ok, Huy chọn catch 1 đúng không? Huy chọn cái cat mà cô đã tô đậm trên đồ đấy đúng không nhỉ? Được. Ok, nào câu thứ hai bạn nào được? Câu thứ hai nào, he always. Bean, keep silent, I am teaching now. Ok, who can do the sentence two? Bạn nào làm được câu hai nào? Câu hai các bạn thấy có he đúng không? He là số ít. He là số ít, thế thì mình sẽ đi về where hay là where thêm s nhỉ? Phong nào, Phong thử làm cho cô đi. Mình thấy chủ ngữ là he, vậy thì he sẽ đi với where có s hay là không s nào? Con thưa cô là where ạ. Cô biết là where rồi nhưng where có s hay là where không s? Mình không có s ạ. Nhưng mà he mà, số ít thì phải đi với gì Huyền nhỉ? Con thưa cô, số ít là phải đi với es hoặc là s ạ.
Đúng rồi, chính xác. Số ít thì sẽ cộng với một động từ có s hoặc là thêm es nha các bạn. Thế thì cái này phải là where thêm s chứ. Được chưa? Rồi, câu tiếp theo, câu số 3, Minh Châu đi. They, chúng ta có subject là they này, đúng không? They là số nhiều. Thế thì sẽ đi với một động từ như thế nào nhỉ? Em thưa cô là they drink beer. Là có s không? Có. Sao they là số nhiều mà nhỉ? Vâng, they là số nhiều mà không? Đây là số nhiều rồi các bạn, sao mà lơ tơ mơ cái phần này nhỉ? Các bạn xem cô này. Để cô Huyền ơi, Huyền nhắc lại cho cô cho và các bạn đi. Huyền nhắc lại khi nào thì dùng s và khi nào sẽ s. I, we, you, they cộng với động từ giữ nguyên, còn she, he, it cộng với động từ thêm es hoặc là s ạ. Chính xác. Cộng với I, we, you, they cộng với verb giữ nguyên nha các bạn. Còn nó nhảy. Rồi. Còn he, she, it này. He, she, it hoặc là tên riêng nhá thì chúng ta sẽ cộng với verb có s hoặc es nha. Chưa? Các bạn nhớ chưa? Nhìn vào đây. Nói như thế này mà còn không hiểu nữa thì chịu nha. Được chưa nào? Thế thì câu 3 làm lại cho cô nào, Châu ơi. Cô thì em thấy lại cái phần kia em rất dễ hiểu lắm ạ. Đây này, con nhìn vào đây này. Subject cộng với verb giữ nguyên là chỉ có I, we, you, they thôi này. I, we, you, they sẽ cộng với một động từ giữ nguyên đúng không? Thế thì they. Ở đây chúng mình có they. Đó. Rồi, bây giờ cộng với một động từ giữ nguyên là động từ không thêm s thì chúng ta phải dùng drink chứ, đúng không? Chỉ có he, she, it thì cộng với động từ thêm s hoặc là es thôi này, đúng không? Drinks này thì chỉ thuộc cái trường hợp he, she, it thôi. Chứ còn drink giữ nguyên này phải thuộc về ấy chứ, phải thuộc về they chứ. Đúng không? Hiểu chưa? Châu hiểu phần này chưa? Phần thầy rối nè, em vẫn chưa hiểu. Có nghĩa là thì các bạn áp dụng công thức là được. Với những chủ ngữ là I, we, you, they, nó sẽ cộng với một động từ giữ nguyên, một cái động từ không hề có gì thay đổi cả, một động từ không thêm bớt gì hết. Ví dụ cô nói là I go to school. Được chưa? I go to school. Đó. Go, cô giữ nguyên go. Đó. Hay là cô nói I eat dinner. Cô ăn tối. It vẫn là it bởi vì nó đi với I, được chưa? À, không, cô nghĩ là như này, làm sao để Châu hiểu nhỉ? Cô nói như thế Châu đã hiểu chưa? Những bạn nào chưa hiểu nữa? Nếu mà có một số bạn chưa hiểu nữa thì cô sẽ phân tích cho bạn cụ thể hơn là Phong và Nam Khánh, Nhật Minh và cô nghĩ là Huy và Huyền thì hiểu rồi đó. Còn Nam Khánh, Nhật Minh với cả Phong thì đã hiểu chưa? Để cô giảng lại, cô phân tích lại nào. Hiểu rồi. Ờ, hiểu rồi. Nam Khánh hiểu chưa? Để cô phân tích cụ thể hơn. Tức là bạn nào mà chưa hiểu để cô phân tích cụ thể hơn nào. Con chưa hiểu lắm đó. Ok, thế thì cô phân tích lại nhá. Bây giờ thế thì cô lấy bài tập cho Huyền và Huy, cô gửi vào trong chat, các bạn mở chat ra để làm nhá. Huyền và Huy mở chat ra để làm nhá. Được không? Ok. Ok. Bởi vì là Huyền và Huy cũng gọi là ở các lớp trên cho nên cô nghĩ là sẽ dễ tiếp thu bài hơn, đúng không? Một bạn lớp 5, một bạn lớp 6 sẽ dễ tiếp thu bài hơn những bạn lớp 4 ha. Ok, cô sẽ gửi vào trong chat cho các bạn. Cô sẽ tìm bài tập để gửi vào chat. Những bạn cô sẽ tạo điều kiện cho để mà học kỹ hơn. Bởi vì các bạn cũng tiếp thu khá là chậm.
Huy và Huyền các bạn cứ làm theo những cái gì các bạn nghĩ thôi nhá. Rồi lát nữa đúng sai thì cô chữa sau ha. Nghĩa là mình làm mình có cái lập luận cụ thể, mình làm có cái cơ sở để làm ấy. Đừng có làm tùm lum lên là được. Sai hay đúng lát nữa cô chữa. Làm là phải áp dụng vào công thức nha, đừng có làm kiểu không, cô nghĩ thì Huyền và Huy đã hiểu bài rồi, cho nên là sẽ bằng cái khả năng của mình để làm thôi, chứ không làm tùm lum như kiểu thì nhà Nhật Minh hay làm đó. Usually được chưa, cô gửi vào chat rồi đó các bạn. Cô gửi vào Zalo của đi, nó gửi vào chat em không biết lưu lại được. Con đưa cô kể, con đưa cô cái bài này là thêm động, thêm es hoặc là s giống như cái bài cô đang trình sửa. Ừ, bài này là bài chia động từ giống lúc nãy luôn á, lúc nãy mình làm như thế nào, bây giờ các bạn cứ làm như thế đấy. Gửi vào Zalo nha cô nha, cô gửi hết tí nữa cô sẽ chữa mà. Minh Châu, bây giờ cô giảng lại bài này cho, bây giờ cô giảng lại cái thì này cho Châu và Phong và Khánh, nếu mà Phong làm được rồi thì Phong làm đi nhá, không để không hiểu thì cứ học tiếp nhá. Bây giờ cô giảng hiểu nhiều thứ lắm nên là cô phải gửi hết vào Zalo. Cô biết rồi, nhưng mà cô biết rồi, nhưng cô đang nói là bây giờ, tức là bài này để Huyền và Huy và Phong làm trước, được chưa? Những bạn hiểu rồi, các bạn ấy làm trước. Còn bây giờ cô sẽ dành thời gian để giảng lại cho Châu, Khánh và Nhật Minh, hiểu không? Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ học lại cái thì này nào. Nhá, cô phân tích kỹ hơn này. Mỗi bạn là một câu hay là... Không, làm cả đi con, làm cả đi. Cả đi, lát nữa cô gọi bất kỳ mà. Rồi, bây giờ cô phân tích này. Nhắc lại nhá, hiện tại đơn. Dùng cho cái gì nào? Hành động lặp đi lặp lại. Hay là một cái thói quen. Hay là một sự thật hiển nhiên, đúng không? Thế thì bây giờ nào, chúng ta sẽ có công thức của thể khẳng định. Đó là chủ ngữ cộng với động từ. Có thể thêm S hoặc ES, nhưng nhớ này, nhớ khi nào thì động từ thêm S hoặc ES. Chỉ khi nào động từ có, khi nào danh từ là he, she, it thì mới cộng với một verb thêm S hoặc ES. Đó, ví dụ cô nói nhé. Cô ấy đi đến trường mỗi ngày, she goes, đúng không? She, nếu mà chúng ta đi về she này, Châu này, chúng ta có động từ là she nhá, Khánh và Châu nghe này. Đó, thì go này sẽ không còn giữ nguyên nữa, mà go phải thêm es rồi. Đó, go phải thêm es. Đó, she goes to school every day, được chưa? Rồi, hiểu phần này chưa? Tức là khi nào cần thêm es. Hả? Con này mà mình cô bị đơ, cô đánh không ra chữ ạ. Lại không ra chữ hả? Trời ơi, sao vậy ta? Thôi lát nữa nó ra đó. Các bạn nghe cô nói là được nhé, các bạn nghe cô nói này. Chỉ khi nào danh từ chủ ngữ ấy, chỉ khi nào chủ ngữ là những danh từ he này, she này, it này, hoặc là tên riêng, đúng không? Thì chúng ta mới cộng với một động từ mà có S hoặc là ES nha. Được chưa? Ví dụ, khi mà cô dùng I go to school every day, nhưng cô lại dùng she goes to school every day. Có nghĩa là cái go đó nó đã thêm ES rồi các bạn. Được chưa? Các bạn nhìn này. Các bạn nhìn đây. Đó, rồi. Còn I thì đi về go bình thường thôi. Được chưa? Nó có sự khác nhau nha các bạn. Nói chung số ít thì sẽ thêm S hoặc ES. Chủ ngữ là số ít thì sẽ thêm S hoặc ES. Còn nếu mà chủ ngữ là I hoặc là số nhiều thì sẽ đi với go nhá. Hiểu đoạn này chưa? Hiểu cái đoạn này chưa? Vẫn chưa hiểu. Có vẻ các bạn chậm hiểu nhỉ? Thì các bạn chỉ cần nhớ cho cô là khi nào mà he, she, it thì sẽ cộng với một động từ thêm S hoặc ES. Còn lại thì giữ nguyên vào thôi. Sao vẫn không hiểu đoạn này ta? Một lần giảng lại một lần nữa này các bạn. Ừ, hiểu rồi đúng không? Thì bây giờ nhá, giảng rất là đơn giản thôi các bạn. Rất là đơn giản thôi. Rồi, bây giờ đơn giản nhá. Đơn giản, rất đơn giản này.
Bây giờ có cái công thức này đã, được chưa? Công thức để mình áp dụng, để mình lắp vào làm một cái câu hoàn chỉnh. Đó, là chủ ngữ cộng với động từ. Đó, S là chủ ngữ này Châu này, verb là động từ này, được chưa? Thế thì bây giờ nếu như chủ ngữ của nó là I, we, you, they. Đó, chủ ngữ của nó là I hoặc là we hoặc là you hoặc là they. Thì nó sẽ cộng với một cái verb rất là bình thường, nó giữ nguyên. Đó, verb giữ nguyên, không thêm không bớt gì hết. Còn nếu mà chủ ngữ là he, she hoặc là it thì nó sẽ cộng với cái gì? Verb thêm s hoặc là es nhá. S hoặc là es, được chưa? Đó, đây này, she nhá. She cộng với một verb thêm s hoặc es thì go, cô đã thêm es rồi này, trở thành girls, được chưa? Còn I thì vẫn sẽ giữ nguyên go thôi, hoặc là they cũng giữ nguyên go này. We cũng giữ nguyên go này. Hiểu vấn này chưa? Hiểu thể khẳng định chưa? Vẫn chưa hả? Ừ, Nam Khánh hiểu rồi đúng không? Thế em chưa hiểu cô ơi. Con không hiểu đoạn nào? Không hiểu cái đoạn nào? Không hiểu tất cả hả? Vâng. Giờ giải thích như nào để cho giờ giải thích như nào để cho con Châu hiểu nữa nhỉ? Cô thấy cô giảng nên là em không nhớ được. À không phải, mình phải làm nhớ, mình nhớ chứ làm sao mà tự nhiên mình nhớ được. Bây giờ mình chỉ cần nhớ. Nhưng mà em cứ không hiểu gì. Tức là bây giờ nhá. Bởi vì hôm trước Châu cũng thực ra thì cái này thì hiện tại đơn thì hôm nay cô cũng mới ôn gọi là hôm trước thì mới nói sơ qua cho các bạn thôi chứ còn chưa phải là học sâu lắm. Nhưng mà bây giờ Châu nhìn vào cái công thức đó cho cô đi. Công thức mà có dấu cộng ấy là công thức của thể khẳng định, được chưa? Nhìn vào công thức đó. Rồi, bây giờ Châu thấy này. Có S đầu tiên. S là chủ ngữ nhá. S là chủ ngữ. Châu học tiếng Việt đã học chủ ngữ, vị ngữ các thứ chưa? Ừ, đó thì S là chủ ngữ. Chủ ngữ thường là chỉ người hoặc là chỉ vật, đồ vật các thứ đó. Rồi, bây giờ có verb. Verb ở đây có nghĩa là động từ. Động từ là những cái từ chỉ hành động đúng không? Động từ là những từ chỉ hành động. Thế thì nhớ này, thể khẳng định của thì hiện tại đơn, nó là subject cộng verb, có nghĩa là chủ ngữ cộng với động từ nhá. À tất cả các bạn nhớ này, trong tiếng Anh không có vị ngữ đâu nha các bạn. Chỉ có động từ chứ không có chuyện vị ngữ đâu nha. Đó. Rồi. Nhìn cho cô. Với I hoặc we hoặc you hoặc they. Đó, tôi hoặc là chúng tôi hoặc là họ hay là bạn thì chúng ta sẽ cộng với một verb giữ nguyên. Có nghĩa là một cái verb mà không thêm không bớt gì hết nhá, không có thêm es hay là không có bớt gì hết. Đó, một cái verb giữ nguyên, ví dụ go là đi đúng không? Go nghĩa là đi đúng không? Thì vẫn giữ nguyên go thôi. Go nghĩa là đi, vẫn giữ nguyên go thôi. Đó. Rồi, còn đối với he, she hoặc it thì nó sẽ cộng với một verb thêm s hoặc es nhá. Em đâu có thể sẽ để biết dùng go bao giờ như thế và mình go khi nào. Tức là với I, rồi Hải Phong đi ra ngoài đi. I, we, you, they thì mình mới đi với một động từ giữ nguyên là go, đúng không? Còn he, she, it thì sẽ cộng với một cái động từ thêm s hoặc es. Đó, mình chỉ cần nhớ cho cô như thế thôi. Hiểu chưa? Em mới hiểu sơ thôi. Hiểu sơ sơ hả? Bây giờ Châu nhá. He là anh ấy này. She là cô ấy này. It là nó này. Đều là số ít đúng không Châu? Đều là chỉ một người đúng không? Chỉ một thứ thôi đúng không? Đó. Thì nó sẽ cộng với một cái động từ thêm s hoặc es. Nó cũng giống như là nó cộng với the dần thôi con. Đó. Tại sao mà người ta hay lọc ra như thế? He, she, it nào thì cộng với the dần này. Thế nào thì cộng với verb s hoặc es này. Đó. Đúng không? Rồi là I, we, you, they. He, she, it là với s hay là verb? He, she, it sẽ cộng với một verb thêm s hoặc es. Còn I, you, we, they chỉ cộng với verb giữ nguyên.
Không cần, mình không cần phải gọi là nhớ đâu. Mình làm nhiều mình sẽ nhớ thôi. Bây giờ nhá, mình thông cái não mình đi, mình giải tỏa tất cả mọi thứ trong não mình nào. Bây giờ mình chỉ cần nhớ cho cô này. I, we, you, they sẽ cộng với một cái chữ V, được chưa? Cộng với mỗi cái chữ V thôi. Đó, không có thêm, không có bớt gì hết. Đó, rồi. Còn he, she, it thì nó sẽ cộng với một verb thêm s hoặc es. Đó. Không thì con đừng có nhớ chữ verb, mà con nhớ là cái động từ đấy. Verb có nghĩa là động từ, nói động từ cho nó dễ nhớ. Cô có thể gửi cái phần này vào Zalo để em xem thêm được không? Em chỉ rồi, mình hiểu lát, thôi. Ok, lát nữa cô sẽ gửi vào, cô sẽ nhờ thầy gửi vào Zalo cho. Bạn nào hiểu rồi thì làm bài tập đi nha các bạn. Vẫn không hiểu thì hỏi cô nha. Làm bài tập đi nha các bạn, đến giờ 25 thì cho cô cái đáp án nhé. Into the sky of downtown, fade together. Huy xong rồi hả Huy? Huyền xong chưa? Con vẫn còn một câu nữa. Ok, thế thì chúng ta sẽ làm dần nhá. Làm dần đi. Con đưa cô à? Thế nhưng mà bọn làm sao mà biết được khi là dùng S và dùng ES ạ? À, rồi thế thì chúng ta, cô nghĩ như thế này này. Thực chất ấy,
dùng S hay ES nó có công thức đó. Thế bây giờ cô theo cô ấy thì bởi vì ngày trước cô học cô thấy làm nhiều thì nó sẽ dễ nhớ hơn, nhưng nếu các bạn cần công thức cô sẽ cho các bạn. Có cần công thức không? Để ghi vào mà mình làm. Ok, thế thì ấy nhá. Thế thì cô cho các bạn công thức nhá. Khó chịu quá các bạn à, cô mới dính Covid xong khỏi xong mà nó vẫn cứ khó chịu trong mũi. Khi cô ghi rồi các bạn ghi về mà học nhé. Về tìm bài, các bạn tìm bài tự làm đi. Các bạn biết sao không? Khi mà cô ôn thi trung học phổ thông quốc gia là cách để mà mình làm bài tốt nhất đó là mình làm thật nhiều đề ấy. Có nghĩa là kiểu cô làm đề rồi chắc dần dần thành đống là cô cảm thấy kiểu thành tựu cực kỳ luôn ấy. Kiểu mình làm nhiều đề như thế này mình có một khối kiến thức khổng lồ trong đầu rồi. Đó, cho nên cách tốt nhất là các bạn tìm nhiều đề mà làm. Rồi, quy tắc thêm S và ES này. Bạn nào không biết ghi vào nhé. Cô nói này, chúng ta thêm ES sau một số động từ tận cùng bằng chữ cái. Thêm ES nhé, thêm ES đầu tiên. Nói chuyện thêm ES này. Thêm ES khi tận cùng động từ có chữ cái cuối cùng đấy các bạn, tận cùng nhé. Động từ tận cùng là tận cùng có nghĩa là chữ cái cuối cùng nhé. O này, X này, S này. Đó, cô nói cái này khó cho nên là không có muốn cho công thức là vì đó đó. Đó, được chưa? Thêm ES khi mà tận cùng là O, X hoặc SS hoặc là SH hoặc là CH. Đó, cô lấy ví dụ này, Go đúng không? Go thì chuyển thành gì đấy? Thằng goes. Goes, được chưa? Goes. Đó, đúng không? Nó có tận cùng là O này các bạn, đúng không? Nó có tận cùng là O thì nó thêm ES thôi, nhá. Đó, được chưa? Rồi, khi nào mà tận cùng bằng phụ âm, nó... cô sẽ đánh dấu đỏ đi đã. Rồi, tận cùng là phụ âm cộng với y, y dài. Phụ âm là những cái gì? Có nhớ nó không? Giờ nhắc lại này, nguyên âm là... nguyên âm là uể oải. Còn phụ âm là những từ còn lại nhá. Nguyên âm là uể oải, còn phụ âm là những cái chữ còn lại. Tận cùng là phụ âm cộng với y, thì chúng ta sẽ chuyển thành IES nhá. Chúng ta bỏ y đi. Bỏ y đi và chuyển thành IES, được chưa? IES. Đó, cô lấy ví dụ này. Ví dụ là study đó, vừa nãy chúng ta mới làm đó, study. Đó, thì chuyển thành gì đấy? Studies. Đúng không? Studies. Được chưa? Nhớ nhá, phụ âm cộng với y thì chuyển thành IES, được chưa? Rồi, nha. Còn các cái trường hợp còn lại thì mình thêm S thôi. Còn lại thêm S thì các trường hợp còn lại nhá. Được chưa? Nhớ chưa? Thế đã hiểu chưa? Được chưa? Các bạn, ok la chưa? Cái này mình phải làm nhiều mình mới nhớ cơ, chứ học cũng có 1-2 lần là sao mình nhớ được. Thôi vậy thì cô nghĩ là mai cô chữa được không? Bạn nào làm xong rồi đăng lên page cho cô chụp ảnh rồi đăng lên page cô chữa cho. Nhá. Cô xem trước rồi cô chữa bên dưới cho. Dưới comment ấy. Ừ, Huy làm xong rồi Huy chụp lên đó đi. Ai các bạn làm xong rồi các bạn chụp lên đó đi rồi cô chữa cho trước. Nhưng mà cô làm gì vậy cô? Cô làm gì là sao? Là làm gì? À, làm cái bài trong chat này này. Hả? Làm cái bài trong chat đấy. Cô gửi ảnh trong chat nè. Bạn nào mà không muốn chụp lại thì bạn ghi và cô đẩy lên đây. Đó, bài tập đó.
cô sẽ làm luôn ở trên lớp đi cô. Không, em sợ nhà cô em vẫn chưa làm được. Tức là như này, cô yêu cầu các bạn là các bạn sẽ phải nghiên cứu công thức để mình làm cái bài này, ok? Còn nữa thì ai làm xong cứ đăng lên trên page, cô chữa trước cho ở trên page. Còn không thì ngày mai cô vẫn phải chữa lại cho cả lớp mà các bạn. Còn thưa cô là cô ba ấy, cô ba thì là cái play đấy là động từ thì bây giờ đổi thành là chữ y giả là chữ y ngắn là play es à cô? Cái này là you là số nhiều. I you we they thì chúng ta giữ nguyên đúng không? Này con I you we they. Ừ, Lang hả? Rồi các bạn nếu mà không có chụp được thì các bạn ghi đi. Các bạn ghi mà làm đúng không? Làm bài trên này à cô? Làm bài trên. Ừ, làm bài trên này. Bây giờ là cô cho các bạn nghỉ này, các bạn sẽ làm lưu bài này về để làm, các bạn hiểu không? Lưu bài này về làm. Bạn nào làm xong trước ngày mai ấy, thì các bạn cứ đăng lên trên page rồi cô chữa ở dưới comment luôn được chưa? Dưới cái bình luận ấy. Đó, còn bạn nào mà chưa làm được thì cứ nghiên cứu đã, nghiên cứu cái công thức để cô, làm. Cô có chữa. Cô có thể gửi cho thầy Giang xong thầy Giang okay, gửi sẽ gửi. Rồi ok, cô sẽ gửi cho thầy để thầy gửi vào Zalo nhé. Các bạn, cô chỉ gửi mỗi cái bài tập hay gửi cả công thức luôn nào? Gửi bài tập đi cô. Ok, công thức bài tập bọn nhé. Nó ghi rồi. Ok, tốt, công thức ghi rồi là được. Bây giờ cô gửi mỗi bài tập ha. Rồi các bạn, nếu mà các bạn ghi xong rồi thì các bạn có thể nghỉ để làm bài tập nhé. Nhớ này, những bạn nào chưa làm được cũng phải nghiên cứu để làm. Các bạn nghiên cứu công thức nhé. Rồi ai mà ấy thì cứ nghỉ đi các bạn. Mai chúng mình học rồi cô sẽ chữa cụ thể. Bạn nào làm xong trước thì cô sẽ chữa ở trên page cho. Nếu ai đang làm thì có thể ngồi trong. Ôi chết rồi. À, cô tưởng cô chưa recording. Nếu mà bạn nào đang muốn làm thì cứ ngồi lại mà làm thôi. Rồi ai nghỉ thì nghỉ đi các bạn ơi. Cô vào đi chờ. Ok, kết bác ơi. Bye bye. Con đã có ai cô thì mà mình nguyên rửa má không được thì mà em không biết có gì em phải làm như nào. Con có thể mở YouTube hay là gì? Ừ đúng rồi, mở trên YouTube. Nếu mà thầy chưa đăng cái video ngày hôm nay mình học thì con xem một số cái video khác cũng được. Con xem là thì hiện tại đơn người ta dạy như thế nào, mình có hiểu không? Đó, mình cứ thử xem. Rồi không hiểu ngày mai cô giảng tiếp. Nhưng em vẫn chưa chắc ai có thể đăng video lên nữa. Cái gì con? Em vẫn chắc em có thể làm được bài này không nữa. Ừ thì con cứ nghiên cứu ra, nghiên cứu đã. Không có gì khó hết, chỉ là mình nghiên